Sáng ngày 13 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy chung cư đặc biệt nghiêm trọng làm hàng chục người tử vong xảy ra trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng có mặt tại hiện trường vụ cháy. Sau khi kiểm tra hiện trường vụ cháy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung cứu chữa người bị thương và khắc phục hậu quả. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ kịp thời tốt nhất cho các hộ dân. Công an thành phố Hà Nội bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 22 phút ngày 12 tháng 9, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà 9 tầng một tung tại ngõ 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân với nhiều người mắc kẹt bên trong. Công an thành phố Hà Nội đã điều động phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và đội chữa cháy học tập, tổ trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cùng 15 xe chữa cháy, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy. Lãnh đạo công an thành phố Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ C07 và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến 0 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm hàng chục người tử vong. Ngay sau khi kiểm tra hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ trì buổi làm việc về vụ cháy này.